Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy 26 tháng 2, tại công trường De La République, tức công trường Cộng Hòa, hàng ngàn người đã tập hợp tại đây để biểu lộ sự đồng hành cùng người dân Ukraine. Cùng với màu cờ vàng và xanh của Ukraine tràn ngập công trường Cộng Hòa là những thông điệp rất rõ ràng. Nga hãy cút đi, chấm dứt xâm lược. Stop kẻ bị tâm thần Putin, không có kẻ thù trên quê hương chúng ta. Chấm dứt chiến tranh, đòi hòa bình. Một người dân Ukraine cho biết, gia đình bà còn kẹt lại ở thủ đô Kiev. Rất đau buồn, không ai chờ đợi điều này. Gia đình chúng tôi đều còn ở bên đó. Chúng ta phải bảo vệ đất nước, bảo vệ anh em của chúng ta. Hôm nay, tôi có mặt ở đây để cùng tương trợ lẫn nhau, để cho thấy Ukraine không cô đơn, mọi người đều ủng hộ Ukraine. Và bà tiếp bằng tiếng Ukraine. Putin hãy cút khỏi nước chúng tôi. Dân Ukraine sẽ chiến đấu đến người dân cuối cùng. Vào 3 giờ trưa, khoảng 5.000 người đã tập hợp tại công trường Cộng Hòa thuộc quận 10 Paris để phản đối cuộc tấn công quân sự của Putin vào Ukraine. Nhiều người trẻ Ukraine tại Pháp cũng đang hướng về quê hương của Leon Trotsky. Thật là không bình thường khi Nga gây chiến với Ukraine, bởi vì Ukraine là một phần của Âu Châu. Ukraine cũng không làm gì để chống Nga. Nga phải ra khỏi Ukraine. Chúng tôi không cần chiến tranh với Nga. Từ năm 2014, Putin lúc nào cũng muốn giết dân Ukraine để xâm chiếm lãnh thổ. Một cô gái mang lá cờ Ukraine với tên của những người đã chết năm 2014 khi Putin sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của Nga. Có khoảng 40.000 người Ukraine đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Rất nhiều người đến từ xa để biểu lộ tinh thần đoàn kết. Tấm lòng của chúng tôi hướng về họ. Tình yêu của chúng tôi dành cho những người Ukraine đang chịu đựng sự đau khổ. Không chỉ có người Ukraine mà nhiều sắc dân khác cũng có mặt, như một người Cuba đã sống 40 năm tại Pháp. Tôi nghĩ là việc Putin đang làm là chiếm đoạt nền tự do của Ukraine. Tự do như là không khí, như là thức ăn. Chúng ta không thể thiếu, giống như câu nói của Victor Hugo trên tấm bảng của tôi. Hay những du khách người Nhật. Chúng tôi rất buồn khi nghe tin này. Nên mặc dù đang du lịch, chúng tôi cũng đến đây để đồng hành cùng người dân Ukraine. Và dĩ nhiên, không thể thiếu người Pháp. Vâng. Tôi chống lại Putin và tôi nghĩ một số người dân nước Nga cũng không đồng ý với những gì đang xảy ra tại Ukraine. Le peuple russe, il y a une partie des gens qui sont pas d'accord avec ce qui se passe en Ukraine. Đúng vậy, một cô gái người Nga có mặt tại cuộc biểu tình nói. Oui, nous sommes russes. Vâng, tôi là người Nga và chúng tôi chống lại chiến tranh. Tôi tin rằng Putin đã hoàn toàn khùng, chúng ta phải ngừng chiến tranh. Ngay sau khi Putin ra lệnh thả trái bom đầu tiên xuống Kiev, tại công trường này cũng đã có gần 3.000 người lên tiếng phản đối hành động xâm lược đó. Một số nhân chứng đã lên phát biểu trong dòng nước mắt. Mọi người phấn khởi, vui mừng trong tràng vỗ tay vang dội khi dân biểu người gốc Ukraine tại Pháp cho biết Mỹ, Âu Châu sẽ hoàn toàn ủng hộ Ukraine. Les États-Unis et les Européens sont unis pour soutenir l'Ukraine et nous devons rester comme ça. Vive l'Ukraine et vive la France. Đại sứ Ukraine tại Pháp đã lên cập nhật tình hình Ukraine. Ông gọi những người lính đã tử trận là những anh hùng và kêu gọi một phút mặc niệm cho những người dân và binh sĩ đã nằm xuống cho nền tự do của Ukraine. Và cả công trường Cộng Hòa đã vang lên quốc ca Ukraine. Sau 3 ngày tấn công Kiev, đã có khoảng 250 tên lửa được bắn vào nhà dân, khoảng 200 thường dân chết, hơn 300 bị thương, 74 cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm 11 sân bay bị tiêu hủy. Hơn 110.000 dân đã tị nạn sang Ba Lan. Một biểu tình viên cho biết về gia đình bà còn ở lại Ukraine. La situation là-bas elle est particulièrement difficile surtout.
Họ đều còn ở đó, họ gặp rất nhiều khó khăn khi bị ném bom, nhất là vào ban đêm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Parce qu'on sait jamais qu'est-ce que la nuit va nous apporter. Mặc dù vậy, Putin cấm truyền thông gọi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là xâm lược và cũng cấm máy bay Ba Lan, Bulgaria, Tiệp bay trên không phận Nga. Đây là lần đầu tiên sau Thế chiến thứ hai tại Âu Châu xảy ra một nước vô cớ xâm chiếm một nước khác. Putin với bàn tay nhuốm máu, được báo chí Pháp gọi là tội đồ lịch sử, hay được ví như một Hitler thứ hai. Ngoài một loạt biện pháp chế tài của nhiều quốc gia Âu Châu và Mỹ, Úc, Canada, các nước Na Uy, Thụy Điển cũng yêu cầu FIFA tẩy chay Nga trong giải túc cầu thế giới năm 2022. Ba Lan đã từ chối thi đấu với Nga vào tháng 3 này. Cầu thủ Ba Lan nói không muốn nghe quốc thiệu của Nga. Cả thế giới hướng về Ukraine, mọi người đều đồng lòng kêu gọi Putin. Putin, dégage! Để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược và ủng hộ người dân Ukraine trong vòng 3 ngày liên tiếp, tháp Eiffel sẽ được chiếu sáng bằng màu cờ của quốc gia Ukraine. Từ Paris, Tường Hàng, tường trình cho đài SBTN.